Xin chào quý khách hàng, video này em Linh xin chia sẻ cho bà con mình về chủ đề ổn định hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi cá. Hàm lượng oxy hòa tan trong ao là yếu tố quyết định sự sống cũng như quá trình sinh trưởng phát triển của cá. Do đó, người nuôi cần căn cứ vào điều kiện cụ thể để có biện pháp tạo oxy phù hợp và hiệu quả. Tại sao ao nuôi lại bị thiếu oxy? Thứ nhất, áp suất khí quyển giảm, nhiệt độ độ mặn tăng, không có gió lưu thông, tạo nở hoa, tạo tàn, phân tầng mặt nước trong ao, phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, mật độ nuôi cao, các nguyên nhân trên xảy ra riêng lẻ hoặc liên kết với nhau cùng lúc trong ao. Tác động đến cá như thế nào? Nếu hàm lượng oxy hòa tan lớn hơn 5mg thì cá sinh trưởng và phát triển tốt. Ngược lại, nếu dưới 3mg trên lít thì sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cá như chậm tăng trưởng, dễ mắc bệnh, tỷ lệ sống giảm, ao nuôi không đạt năng suất, cá ăn ít hoặc ăn chậm dẫn đến thức ăn dư thừa, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp, khí tụ độc, thời gian nuôi dài, chi phí sử dụng thuốc hóa chất cao. Dấu hiệu thứ nhất, hàm lượng oxy trong ao nuôi thấp, cá sẽ hạn chế di chuyển, ít ăn hơn. Cá thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp, còn lại hiện tượng nổi đầu. Cá nổi đầu lúc mờ sáng, chỉ nổi giữa ao. Khi có bóng người hoặc tiếng động mạnh thì cá quay mạnh rồi chìm đi. Khi mặt trời lên thì hết nổi đầu. Nếu mức độ oxy hòa tan nặng, cá nổi đầu ngay cả lúc nửa đêm và nổi ở cả vùng ven bờ ao. Khi có tiếng động, cá không quẩy cũng không chìm. Lúc mặt trời lên, cá vẫn nổi đầu. Khi này nó không có biện pháp xử lý thì cá sẽ chết hàng loạt. Xử lý như sau: khi có phát hiện cá có hiện tượng nổi đầu, khẩn cấp bật quạt nước, sử dụng oxy tức thời. Cần nhanh chóng tìm ra biện pháp nguyên nhân thiếu oxy để có biện pháp khắc phục hợp lý. Các ngày tiếp theo, có thể giảm thức ăn từ 50-70% hoặc cho cá ngừng ăn, thay nước và sử dụng men vi sinh để phân hủy bùn bã hữu cơ dưới đáy ao. Quản lý như sau: mật độ ao nuôi quá cao làm tiêu thụ oxy lớn, gây tình trạng cá tranh oxy, cho cá ăn với lượng phù hợp để tránh hạn chế thức ăn dư thừa. Tảo cung cấp oxy hòa tan, nhưng nếu tảo quá phát triển sẽ làm thiếu oxy hòa tan về đêm, do đó duy trì mật độ tảo thích hợp và màu nước độ trong từ 25-40cm là tốt nhất. Cung cấp oxy bằng máy quạt, các loại máy như là quạt nước, máy phun nước, v.v. Thời gian bật máy dài hay ngắn tùy thuộc vào nước ao và lượng oxy đáy. Thường xuyên kiểm tra hàm lượng oxy hàng ngày vào lúc 5-6 giờ sáng và 2-3 giờ chiều để có biện pháp khắc phục kịp thời. Hiện nay có thể sử dụng các thiết bị để đo oxy, định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để phân giải các chất độc có trong nguồn nước để cân bằng các yếu tố môi trường. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Quý khách hàng có thể inbox để mà được tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ qua số điện thoại 0344 884 41. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.